Unit 16. What would you like? Các bạn thân mến, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình học tiếng Anh giao tiếp. Hôm nay chúng ta học bài số 16. Nhưng trước khi vào bài học mới, xin mời các bạn theo dõi lại phim bài trước và ôn lại cách sử dụng tính từ để mô tả đồ vật, đúng hơn là mô tả một số con vật trong một vườn thú ở Australia. Look at this big dragon. He's massive. Mm. He has very, very strong arms and legs. Mm. And a big, strong tail. Yeah, and ears. Very big ears. His fur looks very soft. It feels soft on my hand. He's got beautiful big brown eyes. Look at that little black and white one. Oh yeah, I think that's a really wag tail. Very fast and very animal. It's cute. It's got such a long tail. Yeah. Oh, look at that bird. Oh, that's a kingfisher. Oh, we have one in Singapore. Really? Hmm. Look at its beautiful blue back. Very colourful, isn't it? There's lots in Australia. Mm. Big ones and small ones. We have a very big one called a kookaburra. Mm. Has a very interesting laugh. So soft and cuddly. Yeah. Mm. It actually also got really sharp claws. Oh, it's so cute. Can I take him home? I don't think I'd be very happy about that. What's the matter? Nothing, I'm just feeling a bit homesick. Come on, let's go get something to eat. Các bạn thân mến, như chúng tôi đã trao đổi trong bài học trước, câu nói cuối cùng của Steve rất nhanh. Và chúng ta hầu như chỉ nghe thấy từ eat. Tuy nhiên chúng ta cũng đoán được là hai người sẽ đi ăn trưa. Vậy hai người sẽ ăn món gì và họ nói chuyện gì trong khi ăn trưa? Xin mời các bạn theo dõi phim và học cách sử dụng động từ have, cũng như cách nói mình thích cái gì hơn cái gì, sử dụng một số động từ như prefer, like. Vừa theo dõi phim ngày hôm nay, các bạn vừa ghi nhớ thông tin để trả lời hai câu hỏi sau. 1. What do they have for lunch? 2. What drink does Steve prefer? Xin mời các bạn theo dõi phim. What would you like? I'll have a cheese and salad sandwich and a cappuccino, thanks. Do you have water? No, sir, we don't serve alcohol. We have coffee, tea, soft drinks and juices. Okay. I'd like a orange juice and a pie with chips. Do you have sauce? Just help yourself. And I'll bring the food when it's ready. Thank you. Is that good? It's delicious. You should try one. It's real Aussie food. Maybe one day. I don't eat a lot of meat. How's your coffee? Oh, it's very good. Don't you drink coffee? Sometimes. I prefer tea or juice. So, is the koala the best? Oh, definitely. The kangaroos are interesting too. I've never seen any ones before. And the birds are wonderful. I think I like the birds the most. They're so colourful and so many different kinds. What about you? What do you like best? Just bring me. Anh chàng Steve vẫn có những câu trả lời rất lấp lửng như chúng ta thấy trong phim ngày hôm nay. Cũng trong bài học số 14, chúng tôi đang muốn các bạn thử tài phán đoán của mình. Đó là hãy phán đoán xem sau khi ăn trưa thì hai người sẽ làm gì. Chắc các bạn cũng còn nhớ là muốn nói khả năng một việc gì đó có thể xảy ra, ta có thể dùng một số từ và nhóm từ như
may, might, perhaps, vân vân. Các bạn hãy ghi lại câu phán đoán của mình nhé. Câu trả lời sẽ có trong bài học sau của chương trình. Còn bây giờ, xin mời các bạn theo dõi lại phim và so sánh câu trả lời của mình với đáp án của chúng tôi. What would you like? I'll have a cheese and salad sandwich and a cappuccino, thanks. Sandwich là một loại bánh kẹp ở giữa có nhiều loại nhân khác nhau tùy theo sở thích của mọi người. Cappuccino là một loại cà phê nổi tiếng có xuất xứ từ nước Ý. Do you have water? No, so we don't serve alcohol. We have coffee, tea, soft drinks and juices. Okay. I'd like a orange juice and a pile of chips. Do you have sauce? Just like yourself. And I'll bring the food when it's ready. Thank you. Chắc các bạn cũng đã biết orange juice là nước cam, còn pie là một loại bánh với các nhân khác nhau như nhân thịt, meat pie, jam pie, nhân mứt vân vân. Từ chips có nghĩa là khoai tây rán. Xin mời các bạn tiếp tục theo dõi phim và câu trả lời cho câu hỏi số 2. Steve thích đồ uống gì hơn? How's your coffee? Oh, it's very good. Don't you drink coffee? Sometimes. I prefer tea or juice. Vậy là Steve thích uống trà hoặc nước hoa quả hơn là cà phê. Trong phim ngày hôm nay, các bạn thấy là hai người tiếp tục sử dụng một số tính từ để miêu tả nhiều thứ khác nhau như đồ ăn, đồ uống và những gì họ đã thấy trong vườn thú. Sau đây xin mời các bạn theo dõi lại phim và lượt nghe lấy thông tin chi tiết. Steve và Ann nói gì về những thứ sau? Hãy lựa chọn tính từ trong cột bên phải cho những thứ được nêu tên trong cột bên trái. Things, pie, coffee, koalas, kangaroos, birds. Adjectives: interesting, colorful, best, delicious, very good. Từ delicious trong cột ở bên phải có nghĩa là ngon miệng. Chắc các bạn cũng đoán được là tính từ này khớp với từ nào trong cột bên trái rồi đúng không? Chúng ta cùng theo dõi lại phim. Is it good? It's delicious. You should try one. It's real Aussie food. Maybe one day. I don't need a lot of meat. How's your coffee? Oh, it's very good. Don't you drink coffee? Sometimes. I prefer tea or juice. So, is the koala the best? Oh, definitely. The kangaroos are interesting too. I've never seen any ones before. And the birds are wonderful. I think I like the birds the most. They're so colourful and so many different kinds. What about you? What do you like best? Just boring. Các bạn có hiểu câu trả lời cuối cùng của Steve không? Khi An hỏi là Steve thích gì nhất trong chuyến đi thăm vườn thú thì anh ta đã nói một cách rất là lấp lửng là just boring. Đáng nhẽ anh ta phải mạnh dạn hơn và nói thêm hai từ with you thì chắc là An sẽ cảm động và bối rối hơn nhiều. Quay trở lại với bài luận lúc trước, các bạn có khớp được các tính từ ở cột bên phải với các danh từ ở cột bên trái không? Chúng ta cùng theo dõi lại. Chắc các bạn cũng còn nhớ là sau khi khen món ăn của mình, tức là bánh của mình rất là ngon, thì Steve khuyên An nên thử món ăn này. Anh ta nói gì và An trả lời ra sao? Xin mời các bạn theo dõi lại. Is it good? It's delicious. You should try one. It's real Aussie food. Maybe one day. I don't need a lot of meat. Trong đoạn này, Steve đã dùng từ Aussie là cách nói tắt của tính từ Australian.
Ngoài ra, Steve còn dùng từ grill với nghĩa đây thực sự là món ăn của người Australia. Theo các bạn, thì An có bị thuyết phục không? Chúng ta cùng theo dõi lại. Is it good? It's delicious. You should try one. It's real Aussie food. Maybe one day. I don't need a lot of meat. Không biết các bạn nghĩ gì, chứ căn cứ vào nét mặt và những từ mà An đã dùng, thì tôi nghĩ là An sẽ không thử món ăn đó. Cô đã dùng các từ và các câu như maybe, I don't eat a lot of meat. Chắc các bạn cũng còn nhớ là trong đoạn đầu, Steve muốn gọi một thứ đồ uống, nhưng nhà hàng lại không có. Xin mời các bạn theo dõi lại. What would you like? I'll have a cheese and salad sandwich and a cappuccino, thanks. Do you have wine? No, so we don't serve alcohol. We have coffee, tea, soft drinks and juices. Steve gọi rượu vang, wine, nhưng nhà hàng không bán các đồ uống có cồn, alcohol. Nhà hàng chỉ có cà phê, trà, nước giải khát, soft drink và các loại nước hoa quả, juices. Mời các bạn theo dõi lại đoạn này. What would you like? I'll have a cheese and salad sandwich and a cappuccino, thanks. Do you have wine? No, so we don't serve alcohol. We have coffee, tea, soft drinks and juices. Okay. I'd like a orange juice and a pile of chips. Do you have sauce? Just help yourself. And I'll bring... Chúng ta cùng chuyển sang phần lượt nói. Trong phần lượt nói thứ nhất, xin mời các bạn theo dõi lại một số tình huống giao tiếp trong phim và nhớ lại câu nói của các nhân vật. Chúng tôi sẽ cho lên hình câu nói và lời nói trực tiếp của họ sau đó để các bạn tham khảo. Chúng ta bắt đầu. Các bạn có nhớ trong tình huống này cô bán hàng nói gì không? What would you like? Nhìn Steve ăn có vẻ rất nghiêm miệng. Các bạn có nhớ là An hỏi gì không? Và Steve trả lời ra sao? Chắc các bạn còn nhớ trong một bài học trước, chúng ta học một số từ để mô tả thứ tự làm một việc gì đó. Dùng các từ như first, next, after that, finally, etc. Chúng ta cùng được sử dụng các từ này trong bài học ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ cho lên hình một số hoạt động cơ bản của Steve và Ann. Các bạn hãy dùng các từ trên và các câu để mô tả thứ tự các hoạt động đã xảy ra. Sau đây là một số từ và nhóm từ gợi ý. Enter the cafe. Order food and drink. Talk about food. Talk about the visit. Với loại hình luận nói thế này, chúng tôi hy vọng các bạn sử dụng được vốn từ tiếng Anh của mình. Chúng ta bắt đầu. Hãy nói câu của mình trước khi chúng tôi cho xuất hiện câu đầy đủ trên màn hình. First, they enter the cafe. I'll have a cheese and salad sandwich and a cappuccino, thanks. Then they order food and drink. You should try one. It's real Aussie food. Maybe one day. I don't eat a lot of meat. How's your coffee? Oh, it's very good. Don't you drink coffee? Sometimes. I prefer tea or juice. After that, they talk about the food. How are the best? Oh, definitely. The kangaroos are interesting too. I've never seen any ones before. And the birds are wonderful. I think I like the birds the most. Finally, they talk about the visit. Không biết là sau khi ăn trưa xong,
hai người sẽ làm gì hoặc đi đâu. Các bạn hãy ghi lại câu phán đoán của mình khi kết thúc bài học ngày hôm nay nhé. Còn bây giờ chúng ta tiếp tục luyện. Các bạn có nhớ An nói gì khi cô gọi đồ ăn và đồ uống không? Xin mời các bạn theo dõi lại phim. I'll have a cheese and salad sandwich and a cappuccino, thanks. An đã dùng cấu trúc I have và từ thanks ở cuối câu. Ngoài cấu trúc câu trên, chúng ta có thể dùng cấu trúc câu nào khác được không? Xin mời các bạn theo dõi chuyên gia của chương trình giải thích thêm. Usually, when we say I'll have when ordering something, we say thanks as well. You can also say could I have or can I have. Các bạn thân mến, để câu đề nghị của chúng ta thêm phần lịch sự, các bạn hãy dùng từ please ở cuối câu. Xin mời các bạn luyện cấu trúc câu trên với chuyên gia của chương trình theo các tình huống khác nhau. Could I have a cappuccino, please? Can I have a cappuccino, thanks? Các bạn thân mến, chắc các bạn đã học cách sử dụng động từ have với nghĩa là có hoặc sở hữu cái gì đó. Ví dụ, I have a pen. Trong đoạn phim ngày hôm nay, Steve cũng dùng động từ này để hỏi cửa hàng có một số đồ ăn, đồ uống mà anh cần hay không. Chúng ta cùng theo dõi lại. Do you have water? No, sir, we don't serve alcohol. We have coffee, tea, soft drinks and juices. Okay. I'd like a orange juice and a pile of chips. Do you have sauce? Just help yourself. And I'll bring the food when it's ready. Từ sauce trong câu hỏi thứ hai có nghĩa là nước chấm. Ngoài cấu trúc câu hỏi với do you have, chúng ta cũng có thể dùng cấu trúc câu khác với nghĩa tương tự. Mời các bạn nghe Brandon giải thích thêm. Do you have sauce? What's another way of asking this question by saying have before you? Have you got sauce? Try the same with wine. Have you got wine? Như vậy, have có thể dùng như một động từ chính hoặc dùng như một động từ trợ. Khi trả lời câu hỏi này, ta có thể dùng nhiều cách khác nhau như yes we do hoặc yes we have. Xin mời các bạn nghe Brandon giới thiệu cụ thể về cách sử dụng động từ have với các chủ ngữ khác nhau. Hãy nhắc lại các câu nói đầy đủ của Brandon. We use the word have a lot. We use it with you, we, they and I. You have coffee. We have coffee. They have coffee. I have coffee. But we say she has coffee. He has coffee. It has coffee. We use has with names and singular nouns. Anne has coffee. The cat has a mouse. But we use have for plural nouns. The cats have mice. Xin mời các bạn luyện cách sử dụng động từ have với Brandon. But remember that with I, we use have. I have a cup of coffee. Now you say has or have. She has a cup of coffee. They have cups of coffee. Chúng ta cùng chuyển sang luận nói mình thích cái gì hơn cái gì, sử dụng động từ prefer. Trước hết, xin mời các bạn theo dõi một số trích đoạn phim sau. I prefer coffee. I think it's better than tea. Well, I prefer tea. Thế các bạn thích đồ uống gì hơn, trà hay cà phê? What do you prefer, tea or coffee? Thank you.
Chắc các bạn cũng còn nhớ là nếu muốn nói thích cái gì hơn cái kia, dùng với động từ prefer, thì ta dùng giới từ to. Ví dụ, I prefer coffee to tea. Các bạn có thể thấy là trên bàn của hai chuyên gia có rất nhiều thứ không? Chúng ta cùng xem họ có những thứ gì. Và các bạn thử đoán xem Brandon thích cái gì hơn cái gì nhé. What have you got there? I have some fruit. I have an apple and a banana. Which do you prefer? I prefer the banana. And I prefer the apple. Các bạn hãy trả lời các câu hỏi của hai chuyên gia của chương trình. What does Brenton prefer? Bananas or apples? He prefers bananas. And what does Michelle prefer? She prefers apples. Các bạn thân mến, có một cách nói khác để thể hiện ý ai đó thích cái này hơn cái kia, sử dụng động từ like. Tuy nhiên, cấu trúc câu với động từ like có khác hơn một chút so với động từ prefer. Mời các bạn theo dõi lại ví dụ. He likes bananas better than apples. And what about me? She likes apples better than bananas. Các bạn có thể thấy là Michelle còn mang đến một số loại hoa quả khác như quả lê, quả cam, quả dứa và quả xoài. A pear, an orange, a pineapple and a mango. Chúng ta cùng theo dõi ví dụ để xem cách nói mình thích cái gì nhiều nhất, thích cái gì ít nhất như thế nào, sử dụng các nhóm từ như the best, the least. Theo các bạn thì Brandon thích quả gì nhiều nhất và thích quả gì ít nhất? Hãy trả lời câu hỏi của Michelle trước khi Brandon đưa ra câu trả lời của mình. Đồng thời hãy phán đoán tương tự cho Michelle. Now Brandon, I've got some other types of fruit here. I have a pear, an orange, a pineapple, and a mango. Which fruit do you like best? The mango. I like the mango the best. What about you? I like the pear the best. Như vậy, nếu chỉ có hai đồ vật và ta muốn nói thích cái này hơn cái kia, thì ta sử dụng cấu trúc câu prefer something to something, hoặc là like something better than something. Còn nếu có nhiều thứ và muốn nói mình thích cái gì nhất, thì ta dùng cấu trúc câu like something the best. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể thay the best bằng the most như trong đoạn phim sau. I think I like the birds the most. I think I like the birds the most. Nếu muốn nói mình không thích cái này bằng cái kia, hay nói cách khác, chúng ta dùng câu phủ định với don't like hoặc là doesn't like. Thì ta nói thế nào? Xin mời các bạn theo dõi ví dụ. What can we say when we don't like something? We know that Michelle prefers apples to bananas. She could say, I don't like bananas as much as apples. That's true. And what about Brenton, who prefers bananas? What would he say? I don't like apples as much as bananas. And what about Steve with coffee and tea? He doesn't like coffee as much as tea. And Anne, she doesn't like tea as much as coffee. Theo các bạn thì trong số các loại hoa quả trên bàn, Brandon thích loại quả gì ít nhất? Thế còn Michelle thì sao? Hãy đoán và đưa ra câu trả lời của bạn sử dụng like cộng với tên hoa quả cộng với the least. Chúng ta bắt đầu. And what do you like the least, Brenton, out of all of these kinds of fruit? I like pears the least. What about you?
like pineapples the least. Chúng ta cùng tiếp tục luyện. So what does Brenton like the best? You say he likes the mango the best. What about Michelle? What does she like the best? She likes the pear the best. Saying you like something the most is the same as saying you like it the best. And another way is to say it's your favorite. And what about Brenton, who prefers bananas? What would he say? I don't like apples as much as bananas. And what about Steve with coffee and tea? He doesn't like coffee as much as tea. And Anne, she doesn't like tea as much as coffee. And what do you like the least, Brenton, out of all of these kinds of fruit? I like pears the least. What about you? I like pineapples the least. You try at home. What does Brenton like the least? He likes pears the least. And what about Michelle? She likes pineapples the least. Các bạn thân mến, xin mong các bạn dành thời gian luyện thành thạo sử dụng các cấu trúc câu chúng ta đã trao đổi trong ngày hôm nay. Trước khi kết thúc bài học, xin mời các bạn theo dõi lại phim và ôn lại cách sử dụng động từ have, cũng như cách nói mình thích cái gì hơn cái gì, sử dụng động từ prefer, like. I'll have a cheese and salad sandwich and a cappuccino, thanks. Do you have water? No, sir, we don't serve alcohol. We have coffee, tea, soft drinks and juices. Okay. I'd like a orange juice and a pie with chips. Do you have sauce? Just help yourself. And I'll bring the food when it's ready. Thank you. Is that good? It's delicious. You should try one. It's real Aussie food. Maybe one day. I don't eat a lot of meat. How's your coffee? Oh, it's very good. Don't you drink coffee? Sometimes. I prefer tea or juice. So, is the koala the best? Oh, definitely. The kangaroos are interesting too. I've never seen any ones before. And the birds are wonderful. I think I like the birds the most. They're so colourful and so many different kinds. What about you? What do you like best? Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại trong bài sau. Goodbye for now.